Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh giờ cái đồng hồ điện tử nhé. Mẫu đồng hồ mới về bên mình. Trước khi đi vào hướng dẫn các bạn chỉnh giờ thì mình giới thiệu qua công dụng của nó một chút. Thì chiếc đồng hồ này có thể xem được thứ này, ngày, tháng này, bấm được giờ này và hẹn giờ các bạn nhé. Và cái đèn xem này của nó cũng có thể thay đổi được rất nhiều màu sắc khác nhau. Thì hiện nay bên mình đang bán chiếc đồng hồ này với 5 màu sắc khác nhau, đó là màu trắng này, màu hồng này, màu xanh nước biển này, màu đen này các bạn này, và màu xanh matcha. Hiện nay có 5 màu cho các bạn lựa chọn nhé, màu nào cũng rất là đẹp. Bạn nào muốn mua thì mình để số điện thoại Zalo ở bên dưới phần chỗ dưới video nhé. Thì mình đảm bảo là các bạn mua đồng hồ bên mình bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng nhé. Và khi hàng có vấn đề gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh giờ chi tiết. Thì đầu tiên thì mình giới thiệu qua một chút về các nút này. Nút đầu tiên này là nút đèn này. Nút đèn đây. Đây là nút để vào các chế độ chỉnh giờ này, chỉnh phút này, bấm giờ, hẹn giờ này, và chỉnh ngày tháng này. Tí mình sẽ giới thiệu cụ thể. Đây là nút start này, để cái nút để mà vào chỉnh này, ấn lên giờ, xuống giờ các thứ là ở đây. Tiếp theo là nút reset này, để reset lại nhé, khi các bạn bấm giờ này và chỉnh giờ luôn này. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách chỉnh giờ chi tiết nhé. Thì muốn chỉnh giờ thì các bạn ấn cái nút này, nút more này, nút bạn ấn 3 phát giúp mình. Đây cái nút chỗ tay mình đang ấy này, ấn 3 phát. 1 2 3. Đến khi mà chỗ 41 giây này nó nhảy nhảy này là được nhá. Xong các bạn ấn muốn chỉnh sang cái số phút đây thì các bạn ấn nút này, nút Z này. Rồi 44 này, ví dụ là các bạn muốn chỉnh là 9 giờ 50 đi chẳng hạn rồi. À thôi, 10 giờ đi, để cho dễ. 10 giờ thì các bạn ấn lên đây, 10 giờ. Rồi, các bạn để ý nhé, chữ A này là 10 giờ sáng nhé, là AM này, là 10 giờ sáng này. Các bạn cứ ấn qua số 12 thì nó nhảy sang PM là buổi chiều này. Mình cứ ấn đi. Buổi chiều, nếu các bạn mà muốn chế độ 24 giờ thì các bạn cứ ấn đi. Ấn đến lúc nào qua 12 giờ rồi, được 0 giờ chưa? Rồi nó hiện lên đây là chữ H nhé. Thì đây là chế độ 24 tiếng đấy. Tức là ví dụ là mình chỉnh là 15 giờ đi. 15 giờ. 15 giờ 51 đấy, rồi mình chỉnh xong 15 giờ 51 rồi. Tiếp theo các bạn muốn chỉnh sang ngày nhé, thì các bạn đây là chỉnh xong giờ đây, 15 giờ 51 đấy, thì các bạn ấn vào đây. Rồi nó nhảy sang đây là ngày và tháng này, đây là ngày 27 này, mình muốn chỉnh là tháng 4 ngày 29 đi. Hôm nay hả? Rồi, mình ấn phát nữa. Chỉnh sang tháng thì các bạn ấn đây, ấn sang đây này. Để nó nhảy sang số 3 này là nhảy ấn tháng thì các bạn ấn vào đây tiếp. Cái nút này. Rồi, tháng 4 ngày 29 rồi. Rồi sau đó các bạn lại ấn tiếp vào cái nút reset này để chỉnh sang thứ nhé. Đây nút này các bạn này. Rồi. Đây. Nó là thứ chủ nhật này, thứ 2, thứ 3 này, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 này. Các bạn muốn chỉnh sang thứ nào thì các bạn ấn nút này để cho nhảy vào thứ đấy nhé. Đây, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật này. Đây cái đây nó nhảy liên tục các bạn này, thấy đây nhá, chỗ tay mình này. Rồi các bạn muốn nghe thứ nào thì là các bạn cho đấy. Đây ví dụ mình là thứ 7. Đây là sau khi bạn ấy đấy rồi ấn chỗ này. Khi đã chỉnh xong giờ này, ngày tháng này, phút các thứ xong hết rồi, thứ xong hết rồi, các bạn ở đây để kết thúc quá trình chỉnh này. Đây cái nút này, các bạn nhớ nút này này. Rồi ở đây. Rồi, thế đã xong nhá các bạn nhá. Đây rồi. Đã xong ngày tháng này, giờ này, phút và thứ nhá. Khi mà các bạn tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh để bấm giờ này và chỉnh báo thức, hẹn báo thức nhé. Thì muốn đầu tiên là bấm giờ này, thì muốn bấm giờ thì các bạn ấn nút phát thôi, cái nút này, vẫn nút này, các bạn ấn nút phát đây. 1 rồi, đây, đây là 0 giờ, 0 phút, 0 giây. Nếu mà các bạn muốn bấm giờ đây, start đây, để bấm này, bấm đi nào. Rồi, đang chạy dây đây. Rồi, mình ấn vào đây này, dừng lại, ấn vào đây để dừng lại này. Dừng dây lại này. Khi các bạn muốn reset về 0 giờ 0 phút 0 giây đây, các bạn reset đây. Rồi đấy, về 0 giờ 0 phút 0 giây đây, rồi đây reset đấy. Rồi sau khi chỉnh xong rồi các bạn lại ấn vào đây là xong. Không muốn bấm giờ các bạn ấn nút more này là ra. Rồi. Lại ra giờ, phút và ngày tháng đây. Tiếp theo là các bạn là muốn bấm giờ đúng không? À đâu, muốn hẹn giờ thì các bạn ấn 2 phát nút more tiếp, hẹn giờ là ấn 2 phát. Rồi đây, các bạn muốn ấn hẹn mấy giờ thì các bạn ấy tiếp vào đây. Ví dụ mình muốn hẹn là 5 giờ sáng ngày mai mình dậy chẳng hạn. Xong, khi các bạn ấn hẹn giờ xong thì các bạn ấn nút này. Rồi, đến 5 giờ sáng ngày mai là nó sẽ lên chuông cho các bạn nhé. Thì để tóm lại thì mình sẽ giới thiệu các bạn là ấn một phát nút này là bấm giờ, 2 phát là hiện báo thức, 3 phát là chỉnh sang giờ, phút. Được chưa? Sau khi các bạn ấy xong các bạn ấn vào đây là được. Các bạn thoát ra ấn này là ok. Rồi. Cái đồng hồ rất hay, nó còn một cái nữa đó là các bạn có thể chỉnh cái màu đèn này. Màu đèn đầu tiên màu xanh nhé. Các bạn chỉnh cho màu khác, các bạn giữ nguyên cái nút này. Đây, giữ nguyên khoảng mấy giây, 2-3 giây. Đây, màu xanh này, chuyển màu đỏ này. Tiếp theo chuyển màu xanh tiếp này. Đây, chuyển sang màu vàng này. Rồi, sang màu tím này. Rồi màu trắng này, hay màu tím này rồi. Rồi tiếp theo các bạn muốn bảy sắc cầu vòng thì đây, đã chạy vào về bảy sắc cầu vòng ấy rồi. Khi bật lên bảy sắc cầu vòng ấy sẽ nhảy rồi. Khi các bạn muốn thay đổi đèn thì các bạn ấn nút này tiếp, giữ nguyên nó. Thì các bạn muốn màu đèn nào thì cứ giữ nguyên thì nó sẽ về màu đòn đèn đó. Xong không muốn là các bạn nhả ra là được. Chiếc đồng hồ này bên mình hiện giờ đang bán với giá mười mấy 20.000 nhé, rất rẻ nhất trên thị trường luôn. Bạn nào muốn mua xỉ, mua lẻ hoặc muốn mình giới thiệu hay là tư vấn thêm về cách sử dụng thì cứ bình luận bên dưới video nhé. Mình sẽ giải đáp hết thắc mắc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.